tại trường trung học cơ sở Trần Thị Lự, xã Thanh Tân, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức lễ đón nhận và an vị tượng mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lự. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lự sinh năm 1924, quê quán xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Mẹ xuất thân từ gia đình làm nghề nông, tham gia phong trào đồng khởi năm 1960. Từ hội phụ nữ đến hội mẹ chiến sĩ ấp, giữ vai trò thu tài chính, dự trữ lương thực, thuốc men để phục vụ nuôi dấu cán bộ. Công việc của mẹ đã góp phần tạo nên một hậu phương vững chắc cho tiền tuyến ra trận chiến đấu. Với những đóng góp to lớn cho cách mạng, mẹ Trần Thị Lự đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng vào ngày 17 tháng 12 năm 1996. Mẹ có 13 người con, gồm 6 nam và 7 nữ, trong đó có 3 người con là liệt sĩ, 2 người là thương binh. Tại buổi lễ, các đại biểu tỏ lòng thành kính, thắp nén nhang lên tượng mẹ anh hùng Việt Nam Trần Thị Lự để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân mẹ đã hy sinh những người thân yêu nhất của mình, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trường trung học cơ sở xã Thanh Tân được thành lập năm 1982, đến năm học 2022-2023, nhà trường chính dự được mang tên Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Lự, người được sinh ra và lớn lên trên quê hương Thanh Tân Anh Hùng vào truyền thống cách mạng.